Trương Tiểu Khoan ngoài ý muốn phát hiện, mình dĩ nhiên sống lại, hơn nữa còn là về tới năm mình 22 tuổi, nhìn thấy thê nữ ngày nhớ đêm mong của mình, Trương Tiểu Khoan không khỏi lệ nóng doanh tròng. Chương 1. Trùng sinh. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 02. Gặp phải. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 03. Trước kia đủ loại. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 04. Bị cha vợ đuổi theo đánh. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 05. Vỏ đen. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 06. Cự tuyệt vỏ đen. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7. Ác chủ bài chính là béo. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 08. Kho đậu phụ khô. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 09. Nhanh chóng bán hết. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10. Miệng mở lớn. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.